Xin chào các bạn, đây là một số cây ở bên vườn của San Jose của Lily nha. Các bạn nếu mà thích cây nào á, có thể nhắn Heidi số điện thoại 408-883-1933. Heidi sẽ chụp hình và cho giá chi tiết cho các bạn nha. Hôm nay mời các bạn còn coi video một số cây thôi, không có quay hết được, cho nên còn rất là nhiều các bạn cứ nhắn Heidi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello everyone, this is my second garden in San Jose. If you like some of the plants, just text to Heidi. I have the phone number 408-883-1933. So text Heidi to have the more information. You can send her a picture, the one you like. She will tell you the price. Thank you so much.